Hello, xin chào các bạn nha. Chào các bạn đã trở lại với kênh Vlog Anh Bùi Quang. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn đi khu chợ trời thuộc Praha 9. Cái khu chợ trời này là khu chợ trời dành cho tất cả mọi người. Ai muốn bán cái gì thì tới bán, thích mua cái gì tới mua. Ở đây có tất cả các thứ mà bạn cần, thậm chí có cả đồ cổ, bàn cổ, ghế cổ, quần cổ, áo cổ. Bạn đi. Đúng rồi. Đó bạn trở nên Lily trở đang ăn táo. Lily đang ăn táo nha. Lily đi cùng bố anh nha. À, cả Dion à. Các bạn thấy không? Một cặp loa rất chi là đẹp đấy. Đấy, đồ điện tử đây cũng rất chi là nhiều. Nếu các bạn có đi thời gian thì hãy dành thời gian vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật. Chợ trời được mở vào lúc 6 giờ sáng cho đến 12 giờ, 1-2 giờ trưa chiều nha. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy, có một cặp loa rất chi là đẹp. Rồi là có một bộ bàn tủ quần áo nhỉ. Rất chi là nhiều. Ở đây cũng có bán lúc đông này, lúc hè này. Súng ống đều có hết. Nói chung là tất cả ở đây thì cái gì cũng có. Gì cái gì ở đây cũng có hết. Nên các bạn có đi mới biết. Mình hôm nay mình cũng giới thiệu qua cho các bạn biết một chút về cái khu chợ trời này. Khu chợ trời này trước đây cũng rất đông, nhưng do cái dịch bệnh Covid cho nên là mọi người nó bị đóng cửa một thời gian và bây giờ nó mở lại thì cũng... Nhưng mà hôm nay mình đi vào ngày thứ bảy hôm nay mình đi thì rất là đẹp. Trời nắng ấm. Ngày mình đi lúc sáng 6 giờ sáng mà khi mình đến là mọi người là thấy nhìn thấy chưa, cửa hàng bay hết rồi, hàng hóa bay hết rồi. Người Việt Nam mình đi nườm nượp ngoài những cái ông đó đi mua đồng hồ cổ này, rồi cốc chén này để đem về Việt Nam ấy. Đấy, các bạn nếu mà có cái sở thích cùng đi chợ trời thì thứ bảy nhá, hãy đi nha, thứ bảy hoặc chủ nhật nha, sáng thứ bảy chủ nhật nha. Đấy, ở đây có này. Đấy. Rồi. Ở đây là có tủ lạnh này, máy giặt này, các bạn nhìn thấy không? Tủ lạnh rất chi là nhiều. Tủ lạnh ở đây toàn là tủ lạnh mới không à. Giá thì rẻ như bèo, giá rẻ nói phát bất ngờ giật thột mua luôn. Vừa trước hôm trước mình có mua cái máy giặt này. Giá có 1.000 cu à. Họ về hàng của Đức dùng tèn ga luôn. Ở ngoài này cái gì cũng có, điện thoại cũng có. Rồi con muốn làm gì làm ha, cho con làm đi. Rồi, con bỏ quả táo cũng được nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở thậm chí ở đây ô tô người ta còn bán. Cũng có ô tô cũ nhưng mà hầu như là không ai mua ô tô. Vì ô tô ở đây không biết là chất lượng thì là ô tô có phải thủ. Rồi điện thoại, các bạn nhìn thấy chưa? Điện thoại, đồ điện tử cũng rất nhiều. Đấy, cả xe đạp. Ở đây xe đạp cũng rất nhiều. Xe đạp buôn bán ở đây cũng rất nhiều. Đặc biệt là cả cái màn hình ô tô. Rồi đầu đĩa ở đây. Cả cái đồ điện tử. Tai nghe rồi cảm sạc cắm rồi tất cả mọi thứ đều có hết. Đợt này mình đi thì thấy là cái đồ điện tử bán nhiều nhất đấy, nào là camera rồi là các cái máy flycam, tức là cái máy để quay camera bay trên không ấy. Nó giá rẻ bất ngờ, mình mua cái có 200 mà về mình dùng được. Mình hôm nay mình sử dụng cái máy điện thoại mới vừa mua cho thử quay xem có nét không. À đây các bạn nhìn thấy không, ở khu vực này là khu vực đồ cổ đấy, toàn là đồ đồng luôn, tất cả mọi thứ bằng đồng, nhưng mà không biết giá trị như thế nào. Các bạn có nhìn thấy không, có một ông Việt Nam vừa đang đi trước này, một ông Việt Nam đi trước mình kìa, thấy chưa? Những cái đồ cổ này có thể gọi là đồ cực kỳ cổ, nếu mà mình am hiểu thì ra đây mua được. Giá thì nó dao động từ 1.000 đến 3.000 cu một cái, có cái có rẻ hơn 500 cu, 200 cu, 100 cu có. Tương đương với khoảng 1 triệu, 2 triệu đến 3 triệu, 4 triệu. 1-200 nghìn cũng có. Nhưng mà tùy mình vào thôi, cái am hiểu của mình biết được thì mình mua được cho con. Nếu không am hiểu thì là mua nhiều khi nó không được chuẩn lắm. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái radio, có một cái radio cực cổ này. Đấy, hàng Batgera này. Cái này nếu mà có tiền thì mua cũng được thôi. Nó là vừa là một cái âm ly, vừa là một cái radio. Các bạn nhìn thấy không? Bộ loa tuyệt vời luôn này. Có đàn guitar này, bộ âm ly này. Nhắc đến âm ly, ngày xưa mình có mua một cái
Âm đài TV cùng mặt nghe cùng nghe nhạc chuẩn. Đợt này hỏng nó đang định mua một cái nữa chứ còn chiên. Kinh phí eo hẹp. Chỉ đi xem thế này xem có cái gì hợp hợp mua cái. Thấy chưa? À, chà, giày dép cũng rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây trời trời bây giờ do cái dịch Covid nó được nới lỏng rồi, có màn hình này, màn hình TV tuyệt vời này. Cái màn hình này các bạn có nhìn thấy không? Các bạn nếu mà mua nó chỉ tầm khoảng 1.000 củ hoặc 1.500 hoặc 2.000 trở lại là có một cái màn hình đẹp như thế này. Còn vào siêu thị phải mất mười mấy nghìn hoặc 10.000 trở lên. Đấy, xe đạp này. Xe đạp cứ tầm khoảng 800, 500 đến 1.000, tương tương 1 triệu ấy, hoặc là 800 hoặc 500 nghìn củ, 500 nghìn một cái. Giá cũng rẻ như vậy là rẻ rồi. Đấy, cô cha rịch cũng có. Cô cha rịch ở đây thì quá rẻ luôn. À, là cái xe đẩy đấy, cái xe đẩy dành cho trẻ con ấy. Nó tương đương khoảng 100 cu hoặc 200 cu à, cái đắt thì 300 cu, 400 cu là 400 nghìn hoặc 300 nghìn đó. Như vậy thôi. Cực rẻ đúng không? Đấy, đấy các cái đồ điện tử này. Đây lốp nè, lốp ô tô. Cô cha rịch từ xe đẩy của trẻ con cũng rất nhiều. Lò vi sóng cũng có này. Các bạn nhìn thấy không? Là lò vi sóng này, là cái dàn phơi trên này, các bức ảnh này, đàn guitar này. Các tất cả đều có hết. Đó. Chăn ga gối đệm có cả hết. Giá mua ở đây thì thực sự là không thể nói được, là không thể gọi là rẻ ở đâu rẻ rồi. Bàn ghế và bạt đĩa ở đây người Việt mình hay ra đây mua cái những cái bạt đĩa thủy tinh ấy, những cái cốc thủy tinh và những cái lò hoa bằng thủy tinh đem về Việt Nam bán và sử dụng nó đẹp mà rẻ lắm. Đấy, đồ chơi của trẻ con thì đây cũng nhiều lắm. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Đồ ở chợ trời người ta không có bày biện đẹp đẽ, người ta cứ để như thế là ai thích cái nào thì cứ vào chọn, nói giá thế là lấy luôn. Đặc biệt chú ý cho mọi người, nếu mà có đi chợ trời thì phải chú ý với cái giá cả, nhiều khi nó nói giá trên trời nhưng mình cứ trả dưới đất nó vẫn cứ mua, vẫn cứ bán ấy. Mấy hàng ở đây mua nhiều khi hên xui. Có lúc thì mua về xài được, có lúc cũng có cái không xài được. Nó hên xui nên giá cả cũng phải mà biết điều chỉnh. Đấy, cái chỗ này là chỗ điện tử này, chỗ đồ điện tử đấy. À, chỗ đồ điện tử này có tất cả mọi thứ này, nào là chuột, là máy tính, rồi là màn hình máy tính, rồi là các cái camera nhỏ này, mà giá nó chỉ tầm 100 cu đến 200 cu, 100 nghìn, 200 nghìn đấy, nó siêu rẻ luôn. Cái sạc điện này, rồi là có các cái màn hình màn hình trước, màn hình sau của máy tính là tất cả đều có hết đấy. Tất cả đều tháo ra hết đấy. Ai mà am hiểu về máy tính, am hiểu về cái gì mà nó ấy, cảm ơn như thế không? Cả cái cổng USB này, cổng nối đôi này, rất là nhiều. Bóng đèn cũng có đây, thấy chưa? Bên kia là quần áo này, máy giặt này, nhiều lắm. Còn phía bên này các bạn nhìn thấy không? Đấy, tất cả các cái cốc nhỏ nhỏ này giá tầm tầm 5 cu, tức là 500 đồng thì 1.000 đồng. Bán luôn cả cái máy trộn hồ kìa. Thấy chưa? Máy trộn hồ này giá tầm tầm cứ 300 cu hoặc 400 cu vậy. Nếu mà đi mua ngoài mới thì phải mất cả triệu, 3-4 triệu bạc. Đấy, cái máy điều hòa, máy quạt để lo sưởi lâm 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 mát đấy vào mùa hè này. Đấy, nhìn thấy không, bom lý tuyệt vời này. Đấy, ở đây bàn lốp này rất là đông, lốp đông lốp hè cho ô tô. Giá cứ một cặp ở đây thì 4 chiếc, ngoài hôm mình mua có 1.500 cũ, tức là 1.500.000, nó quá rẻ, về đi được mấy năm này mà lốp ở đây chứ, cứ 500 một chiếc, cứ tương tương như thế thôi. Đấy, mọi người đi chơi trời tầm này là mình đi lúc nó còn sáng sớm, 6 giờ đến 7 giờ đi. Tầm này quay thì gọi là 7 rưỡi à, lúc này là người còn ít, nhưng mà tầm tầm khoảng 9 đến 10 giờ trời hơi trưa trưa một tí là bắt đầu người đông như kiến cọ, đông lắm. Học bạn như thế này, đấy đấy đấy. Người mua bán vẫn tấp nập thấy chứ, họ mua hàng xong kéo đi này. À, cái ông này ông điện tử, ông mua hàng điện tử xong về sửa và bán lại này. Có rất nhiều người mua ở chợ trời này xong về chỉnh sửa rồi là đài tu lại là đem đi bán với giá trên trời. Cho nên là nếu mà ai có cái nhu cầu gì về mua đồ điện tử, nồi niêu xoong chảo, quần áo, giày dép, tất cả mọi thứ ra chợ trời là cực kỳ giá cực kỳ hợp lý.
cái địa chỉ mình sẽ để ở cái link phía dưới cái link á, có gì các bạn có vào xem. Praha này có rất nhiều cái địa điểm cho chơi, nhưng đặc biệt mình thấy cái chỗ này là hợp lý mà đi sạch sẽ, người đây mua bán cũng đông, giá cả ở đây rất chi hợp lý, các bạn nhìn thấy không? Rồi bao nhiêu cốc chén bát đĩa cho ra hết ra trưa, ai thích cái nào ở đấy. Trong cái khu vực này là thường thường nếu mà người nào có cái mắt nhìn thẩm mỹ tốt đấy, am hiểu về đồ cổ ở và đây thì đây 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 các cái máy tính cổ ngày xưa này, nếu mà người nào có cần dùng thì ra mua về mới dùng, giá cũng rẻ lắm. Ở đây mà nếu mọi người mà biết được cái giá trị của mặt hàng thì ra đây tìm và mua thì nó đem về sưu tầm và bán thì tuyệt vời luôn. Ở đây một số người Việt Nam mình ở đây đang ngồi uống uống nước trong kia đấy, họ là đi tìm chủ yếu là đồng hồ chủ yếu là đồng hồ với các cái đồ cổ, gọi là đồ rất cũ từ lâu lắm rồi, mà giá thì cứ tầm 3 triệu đến 5 triệu, về đem về Việt Nam bán cứ tầm vài ba chục triệu, thế lời lắm. Mà nhiều khi vừa phải cái đồ giờ giờ thì cũng gọi là hên xui, nhiều khi nhưng quan trọng đấy đấy, có thấy không, cái đồng hồ cổ cặp ba của đồ đồng hồ cổ trên kia, có cái đồng hồ trên kia giá của đồng hồ đó từ tầm khoảng 5 đến 7.000 cú một cái đấy. Ừ. Không, những cái cổ đẹp thì giá đến đó, nhưng những cái mà nhỏ nhỏ thì cứ 1.000 2.000 nha, tương đương 1 triệu 2 triệu. Nhưng nếu những cái này mà đúng mà thật sự mà đồ cổ thì về Việt Nam cũng nhiều tiền lắm. Đấy, cảnh quay mình quay thế này là thực tế là mình quay không dám quay công khai nên mình quay thì có hơi hơi phần không được rõ nét lắm. Ừ. Ở bên Tiệp này, ở bên châu Âu này là nó có cái luật là nếu mà người ta không cho phép quay thì mình không được quay, không được phép quay quyền riêng tư của mọi người, cho nên mình cũng bình luận là về mình về nhà bình luận thôi, có gì thiếu sót thì mọi người thông cảm nhé. Đấy đấy, có một cái bức tranh tuyệt vời này, bức tranh ở sau đấy, nếu ai thực sự mà am hiểu về tranh thiệt thì ra đây nên ra đây mua một vài bức về treo trong nhà, cực kỳ đẹp mà giá thì nói chung là không thể nói được, nó rẻ lắm. Giày dép cũng vậy, ở đây giày dép một bộ đồ bộ giày một bộ dép một bộ cái giày mà giày hàng hiệu á gì đạt hoặc là ai gì đó mà mua ở siêu thị là cứ tầm 3 4 nghìn, mà tương đương 3 4 triệu, còn ra đây mua thì chỉ tầm 500 nghìn, tức là 500 cú, nó rẻ cực rẻ luôn mà vẫn còn đẹp. Cái đắt thì 800, 800 cu tương đương 800 nghìn tiền Việt đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây ha, đây một loạt là đồng hồ này. Đồng hồ gỗ này, đồng hồ cổ cổ hay không thì không biết, nhưng mà nó làm bằng gỗ cực kỳ đẹp luôn. Đó, mình quay cho các bạn xem thấy chưa? Rất nhiều. Người Việt mình chủ yếu là mua cái đồng hồ này xong về sửa phía trong rồi là con để sạch rồi. Sửa phía trong rồi là đem đi bán thôi, rao bán được cực kỳ được giá. Ở ngoài cái khu chợ trời ngoài có hàng hóa rồi, còn có các cái quán uống bia rồi là đồ ăn, các bạn nhìn thấy không, là cái quán ăn này cũng đông khách lắm. Bán kalo ba một cái cứ tầm 50 cu, xúc xích cũng có rồi, các cái súp rồi là bánh mì kẹp có cả hết các món ăn, nói chung đồ Tây ngoài này là ăn cũng ngon phết, là mình ăn mấy lần rồi. Alo alo, thấy chưa, điêu kìa, điêu ăn tiếp à, đây 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 đấy, nhìn thấy không, nhìn thấy không đấy, không những là người lớn mà trẻ con cũng ra buôn bán cùng theo bố mẹ, còn Tây này là từ từ giác như thế, nhưng giống người Việt Nam mình hầu như là trẻ con nó không bị bao giờ biết ra từ bán hàng đó, cứ sáng sớm ra đây làm một cốc bia thế là vừa đi ngắm hàng rồi là đi chơi, không khí ở đây trong lành vì xung quanh chủ yếu là rừng, cái chợ trời nên là ở nằm trong thủ đô Praha, nhưng mà
cũng là nằm trong, nó như là một cái công viên nằm trong khu rừng á, cực đẹp. Đây đây đấy, một dãy đồng hồ, thấy chưa, các bạn nhìn thấy không? Một dãy đồng hồ này toàn là đồng hồ của Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Ý, chứ nói chung có hết. Nói chung mình không am hiểu đồng hồ lắm nhưng mà nó thực cực kỳ đẹp. Mà nói chung là không có tiền để mà đủ tiền để mà mua những cái đồng hồ này, mua về cũng chả làm gì cả, mình không biết. Mình không 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 như người ta sử dụng để buôn bán. Mình chỉ đi quay làm mấy cái cảnh vlog cho mọi người xem theo dõi thôi. Nếu ai có cái cùng sở thích ấy, cùng cái đam mê gọi là làm YouTube thì vào cùng nhau tham khảo và làm thôi ha. Đấy đây 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 đấy, ngay cả một cái khay gọi là đá bóng kia cũng còn kìa, xe đạp này. Nói chung xe đạp ở đây thì cực kỳ nhiều, chỗ nào cũng có xe đạp, chỗ nào cũng có xe đạp. Mà Tây nó mua nhiều lắm, người Việt mình cũng mua mấy nhưng mà Tây nó mua nhiều. Tây vào mùa hè này là cứ đi xe đạp là mua xong, đi một hai mùa xong thôi là bút lại mua con khác, giá tầm tầm 1.500.000. Là con xe đẹp luôn, tương đương 1 triệu. Sớm quá họ chứ bay ra, còn những cái phía sau kia thì là mình sẽ đi tới, là thấy chưa, phía sau kia là do những người kéo tay như cái ông lương trưởng nó kéo kia, có một ông đang kéo đó, nó kéo hàng vào để tìm một cái chỗ mà bán, mà để nói vào tiền vào cửa để lối hàng vào bán như thế này thì mất giá tầm khoảng 100 củ à, nếu mà đi bộ vào, còn đi ô tô thì tầm 400-500 củ một ngày. Giá đó thì đắt thì đắt, nhưng mà nếu mà mình mua theo tháng, theo năm chắc có lẽ rẻ hơn. Mình thì không biết tiền lắm, nhưng mà thấy mọi người chủ yếu là kéo tay vào thôi. Kéo tay vào thì giá nó rẻ hơn. Cũng như để đi xe vào trong cái khu vực này, bãi đậu xe phía trong thì mình phải mất tầm 70 cu. 70.000 tiền Việt Nam ấy. Còn nếu mà các bạn đi xe ngoài, để xe ngoài và đi bộ vào thì tầm 20 cu. 20 cu tương đương với 20.000 tiền Việt Nam. Thì nó cũng bị rẻ hơn. Thì kéo tay kéo hàng vào cũng vậy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, mọi người đều mua ủng cũng có này, ủng với cả cái đồ như là cái ông kia đang cầm là cái gì, cái để mở lốp xe đấy,
rồi các cái dàn giá này, tất cả mọi thứ ở ngoài đây đều có hết đấy. Ai mà làm bột Ravini cần những cái thứ cần thiết để làm bột thì ra đây mua cũng được. Ngoài này còn có một trứng, trứng giá siêu rẻ, các đồ salam, rồi là các cái lò sưởi đấy nhá, các máy quá sinh tố có hết đây. Hàng Philips đi, không biết giá cả thì cũng rẻ chứ không đắt. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, mọi người vẫn cứ túc tắc đi buổi sáng. Xe đạp này, xe đạp cũng là một trong cái món hàng ở trong cái giai đoạn này mọi người mua rất nhiều. Xe đạp đồ điện tử. Đây, lốp. Lốp thì cũng có bán theo thời vụ thôi. Nhưng cái lúc này thì hầu như là nó chuyển mùa rồi thì là người mua ít hơn. Nhưng mà mua trong những cái lúc này thì giá nó sẽ rẻ hơn. Rẻ hơn những cái lúc vào mua. À, các bạn nhìn thấy chưa? Một số cửa hàng vẫn chưa mở này. Còn cái xe thùng bên này họ chưa mở hàng, chưa đưa hàng ra. Nhưng trong vòng khoảng 30 phút, trong một tiếng nữa thì mọi người sẽ mở hết. Thì lúc đó đông lắm người vào. Lúc đó mình về mất rồi. Mình phải về phải đi làm. Đấy. Người đi lại phía đằng trên này thì còn thưa thớt, nhưng mà về dưới kia thì rất là nhiều. Lúc nãy mình quay phía dưới xong mình đi quay ngược lên và bây giờ đi lại mấy vòng trong cái chợ trời này mà đi thật nhiều, bây giờ có những cái mặt hàng đẹp ở đây, đặc biệt là có rất nhiều người, không phải chỉ là Việt Nam đâu, Tây cũng không phải là người Tiệp mà còn người Ukraine rồi Nga rồi các cái nước khác cũng rất nhiều lắm. Hôm trước mình thấy một cái ông Đức vào, ông có một cái đồng hồ, có một cái đồng hồ rất đẹp, đồng hồ mà nhìn ngoài là vàng hết rồi nhưng mà không biết là như thế nào. Ông bảo với người bán hàng là giá trị của cái đồng hồ này tương đương 3.000 euro, 3.500 thôi đấy, mà ông trả 3.000 thế là người ta bán luôn đấy. Nhìn qua cái đồng hồ thì cũng đẹp đấy. Đó là khả năng người am hiểu về cái đồng hồ thì người ta mua. Như dân Việt Nam mình mua thì chủ yếu là nhìn cho nó to đẹp thì là được mua, không cần phải nó chất lượng trong thì chưa biết, nhưng mà cái ngoài là phải đẹp cái đã. À, từ từ bộ lấy cho con nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy không, có một cặp loa này, loa nổi mà nằm trong ô tô đấy, cực kỳ chuẩn. Đấy, máy tính ở đây thì cũng rất chi nhiều, máy tính bảng, máy tính cây đều nhiều lắm. Like mẹ một tí là thì muốn nói chuyện đó nhá. Đấy, quần áo dày dặn rất chi nhiều lắm, cực kỳ là nhiều, thấy chưa? Tất cả những cái đồ vật dùng hàng ngày ở trong gia đình, nếu mà các bạn có thiếu gì thì nên ra đây mua, bởi các bạn sẽ tiết kiệm được một nguồn kinh phí cực kỳ lớn. Để cho tivi, màn hình này, các đầy đủ hết, loa điện tử, gương, tất cả lò nướng là đều hết, có máy cắt cỏ hay laptop, mà các bạn thấy không, đấy laptop đọc giao đường. Những cái laptop này nếu mà các bạn biết sử dụng, về biết sửa chữa hoặc là một số thủ thuật nó thì về mua về nó cũng cứ dùng được. Giá thì rẻ thôi, hôm trước mình thấy người ta bảo có một cái laptop có giá 1.2 triệu, tương đương với 1.200 vì mình dùng được. Đấy, giày thấy chưa, giày rất là nhiều, giày mới cũng có nhưng hàng này chủ yếu là hàng Trung Quốc, hàng Magin China, cho nên mua ai có lỡ mua rồi thì đi thôi, nhưng mà đi một thời gian nó thổi chân đấy. Chủ là mua các cái giày cũ một tí nhưng mà cái hàng hiệu nhà gì đạt Nike Puma thì đi là chuẩn hơn. Đấy, xà phòng cũng có thấy chưa, xà phòng, dầu xả, dầu thơm đều có hết. Đấy, tất cả đấy đều có hết đấy. À, đấy, không lên đánh nha. Đấy, các cái đàn này là đàn rất cũ rồi, nếu người nào biết chơi mua về cực kỳ là được mua rồi. Cái đàn này có giá thì tương đương khoảng vài nghìn cũ, nhưng mà nếu giá thực của nó phải vài chục nghìn, tương đương vài chục triệu. Nếu ai có sở thích đi chơi thì nên ra đây mua, đi vào tìm hiểu các mặt hàng mình cần mua. Đấy, mình cũng thỉnh thoảng đi thôi, hầu như là thứ bảy thứ chủ nhật mình ít đi, mà hôm nào trời nắng đẹp thì mình đi, dầm mưa âm u là mình không đi. Mọi người ở đây thì họ cũng đi, không trời âm u cũng đi nhiều lắm, các cái cửa hàng vẫn cứ mở, một thì thậm chí có những lúc mưa còn mở. Khoai tây, khoai tiệc ở đây có hết, trứng gà, tất cả mọi thứ có
Các bạn nhìn thấy không? Đấy, khoai tây bán đấy nhỉ. Những người nào làm bún tara mini ra đây mua khoai tây về bán lại cũng được. Đấy, các cái địa điểm quán ăn kéo dài này. Ở đây có một ông Việt Nam bán khẩu trang. Khẩu trang 3 cái là 150, tương đương là một cái 50 cu. Cũng bán được, thấy một người ta mua nhiều lắm. À, mà chủ yếu ở đây mọi người lên đi VC đây là phải mất tiền đấy. Cho nên chú ý khi vào đến PC nước ngoài thì cũng mất, cho biết trong này là mất hết. Để đạp tất cả mọi thứ đồ chúng ta có hết. Thôi có lẽ mình sẽ tạm dừng bình luận tại đây nha. Mình sẽ mở thêm một đoạn nhạc để cho mọi người xem. Hy vọng là các bạn xem mà thấy hay thì cho một cái like, nhấn cho một nút like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Nếu có cái gì thắc mắc hay muốn mình làm về một cái video, thank you.